Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hazrat Shandala tại thủ đô Dhaka, Bangladesh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh. Đón Chủ tịch Quốc hội tại sân bay có ông Iqbalu Rahim, nghị sĩ, hàm bộ trưởng, và ông Abdus Salam, Tổng thư ký Quốc hội Bangladesh và đại sứ Việt Nam tại Bangladesh. Chuyến thăm là hoạt động cấp cao kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định cam kết của Quốc hội Việt Nam trong hợp tác với Quốc hội Bangladesh sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Bangladesh đến Việt Nam năm 2017. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Bangladesh và là lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thăm Bangladesh kể từ năm 2018. Sau khi xuống sân bay, Chủ tịch Quốc hội đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm cha già dân tộc của Bangladesh, Badrul Sheikh Mujibur Rahman. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Shamin Charuri sẽ chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và hai bên sẽ tiến hành hội đàm.